Thưa quý vị, ngày giỗ đầu tiên của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã hoàn tất. Đây là ngày quan trọng nhất dành cho người đã khuất. Vì vậy, trước trong ngày giáp năm của ba thì các con của ông Hoàng đã chuẩn bị rất chu đáo, trang trí bàn thờ trang nghiêm rất đẹp, đầy hoa tươi và quả ngọt và mời các sư thầy về tụng theo đúng truyền thống phong tục của người Việt, khiến những người mến mộ cố nghệ sĩ hài lòng cảm nhận được tình cảm phụ tử lớn lao mà Hồng Loan, Vũ Luân, Bình Tinh dành cho ba của mình. Đối lập với sự trang nghiêm tại nhà của Hồng Loan thì đám giỗ chi nhánh tại nhà của bà Thoa Cô Tết lại cho thấy sự cợt nhã với vong linh người đã khuất, bởi một bên làm vì cái tâm đạo nghĩa, còn một bên là làm đại, làm hình thức, nên dẫn đến hai hình ảnh đối lập trong một ngày giỗ. Chi tiết thông tin này ra sao, chúng tôi mời quý vị theo dõi những cập nhật của chúng tôi nhé. Thưa quý khán giả, theo dõi drama Vũ Linh tròn một năm, hẳn quý vị đã nhiều lần chứng kiến trên độ ngu và dốt đặc của bà Sáu Bào, người phụ nữ đã gần đất xa trời. Cậu Nam vừa mất thì người phụ nữ cao tuổi này đã xúi con ô xin là đòi bằng được cái bàn thờ để xúc phạm vong linh người đã khuất. Rồi đến cái ngày lễ tạ mã, bà ta cúng con gà úp ngược, mâm cúng tầm sên cho người đã khuất. 60 năm cuộc đời, bà ta sống vô ích, sống chật đất. Những kiến thức cúng bái phong tục truyền thống mà bà còn không biết thì đúng là uổng một kiếp làm người. Cũng bởi năm tháng còn anh Năm, mọi chuyện trên dưới trong nhà đều một tay anh Năm lo liệu, kể cả việc dỗ chạp ở trong nhà. Còn bà nằm trương thay hưởng thụ, xòe bai xòe quạt đếm nút thì rành, chứ biết gì nữa đâu. Trẻ không chịu học, giờ anh Năm mất thì không ai làm, thành ra mẹ đã làm tử lung tung. Ngày hôm qua là ngày giỗ của anh Năm, bà Sáu Bào lại có dịp phô cho thiên hạ thấy cái sự ngu ngục của mình. Viết lên căn nhà phan mã, địa chỉ, số nhà 05 Đoàn Thị Điểm. Ôi là trời, một hành động vô tri đến ngu ngột của người thiếu hiểu biết khi ghi địa chỉ nhà vào, rồi đốt cúng cho người đã khuất. Khi đốt nhà xuống âm phủ là mong muốn người chết ở âm phủ có nhà để ở, thì chỉ cần ghi tên tuổi của người nhận, ai lại thay Diêm Dương, ghi luôn cả địa chỉ, muốn xuống dưới làm lãnh đạo địa ngục luôn, rồi tự ý cho mình cái quyền ghi địa chỉ nhà ở địa ngục. Đúng là ở dương thế thì tắc yêu tắc quái, đồng sở hữu quen rồi, nên giờ muốn quậy luôn cái chỗ âm ti địa phủ, định thay Diêm Dương cấp sổ hộ khẩu dưới địa ngục luôn. Xin lại cho người thiếu hiểu biết, sống lo hơn thua với con cháu mình mà ngu ngục ghê. Một phần hành động ghi địa chỉ nhà trên dương thế lên đồ vàng mã, âm mưu đồng sở hữu âm ti với Diêm Dương là do ngu, phần còn lại là từ mục đích làm dỗ, không phải là tưởng nhớ tưởng niệm mà là làm hình thức, làm cho có, làm để kêu gọi từ thiện, làm để có hình ảnh khoe với thiên hạ, thể hiện mình là em là cháu có hiếu nên mới như vậy. Chứ nếu ngu mà có tâm thì đã mở cái miệng ra để mà hỏi, để cúng bái cho nó đúng rồi. Không chỉ ngu ngục trên độ phàn mã mà còn thể hiện sự ngu ngục ở cái bàn thờ. Sáu Bào bảy bảo phượng ve cố tình tổ chức dỗ cho cố nghệ sĩ nhưng lại làm bên nhà của ô xin, đúng là kịch cỡm. Người chỉ có một, chết đi rồi linh hồn cũng chỉ có một, vậy mà nhỏ cháu gái và đứa em dâu chúng nó tự tách cố nghệ sĩ ra một cái bàn thờ bên nhà của ô xin, một cái bàn thờ bên nhà của cậu sèo dơ bẩn, bàn thờ của cố nghệ sĩ để ở nhà bọn chúng, đúng là vô cùng ô uế, quá là lỗ bịch. Thương yêu thì thương yêu, mình có quý trọng thì mình chỉ cần một tấm ảnh ở một góc thờ thôi, quan trọng là cái tâm. Dù gì bàn thờ chính vẫn ở nhà của Hồng Loan, đám dỗ Hồng Loan làm dỗ cúng kiến tụng kinh cầu an cho cố nghệ sĩ, hương hồn của cố nghệ sĩ ở bên nhà của Hồng Loan thì làm ở bên nhà Hồng Loan mới đúng phong tục. Đâu có ai như cái lũ kền kền cũng điên cũng khùng bộ định làm cho có thủ tục để quyên góp đám dỗ thật hay gì. Nhìn cái bàn thờ cúng bên nhà của ô xin, khán giả ai nấy cũng hoảng hốt, đương đương là bà chủ quán bún bò đó, vậy mà cúng cho cậu, vậy đó. Chắc tại không kêu gọi được nên không thèm cúng cho nó trang trọng chứ gì. Không làm thì bị nói là không thương cậu, nhưng tới lúc làm là coi có thương cậu dữ chưa. Làm như vậy, rồi cả ngày hôm qua được bao nhiêu cú tin tin tiền quyên góp dỗ đổ vào cái tài khoản rồi, hay là giả bộ làm như vậy để rửa tiền tiếp. Hồi lễ tạ mã cái mâm cúng xà lơ đã lên đến 89 triệu. Hôm qua thì chắc mâm cúng xương xương 50 triệu, tiền mời thầy cúng 50 triệu, tiền mua vàng mã, tiền mua nhà giấy cho cậu là 30 triệu, rồi mấy cái thử lên tinh lạc vặt là 20 triệu. Tổng cộng chốt đơn, cái đám dỗ ngày hôm qua là 150 triệu. Phượng ve còn lỗ, con phải bỏ tiền túi ra để mà bù vào. Van xin anh chị cô bác quyên góp bù lỗ cho Phượng ve. Thưa quý vị, vừa rồi là chúng tôi nói như thế chắc cũng đúng đầu đó phải ý so với thực tế mà ve đã làm.
Ở Việt Nam có thể khán giả đã quá rõ mặt của tuổi đó, nhưng ở nước ngoài thì vẫn nhiều khi có một số người không biết, nên cũng có thể có một vài khán giả ít ỏi đã gửi tiền tài trợ vào cái đám giỗ kịch cỡm bên nhà của cậu Oisin. Và việc làm mâm cơm là một hình thức sao kê cho những vị khán giả ấy khỏi thắc mắc. Đúng là cái lũ trơ trẽn làm mấy cái trò kịch cỡm và khó coi. Nam em đòi chia tay với bạn trai trên sóng livestream. Giữa đêm ngày 24 tháng 5, nam em và bạn trai Hữu Cường tổ chức livestream giao lưu với người hâm mộ. Đáng chú ý, cặp đôi lớn tiếng cãi nhau, thậm chí đòi chia tay ngay trên sóng trực tiếp, khiến dân tình không khỏi bất ngờ. Theo đó, bạn trai nam em có nhiều câu nói quá khích nên được cô khuyên nhủ tắt điện thoại, không nên lên mạng trong lúc say rượu. Tuy nhiên, Hữu Cường không đồng ý, còn cho rằng bạn gái không hiểu mình. Lúc này, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến tình hình căng thẳng. Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long năm 2015 lên tiếng chỉ trích người yêu không chịu đi làm kiếm tiền để bạn gái làm trụ cột kinh tế. Cụ thể nam em nói, bây giờ anh muốn cái gì? Anh muốn bên cạnh tôi, lo cho tôi, nhưng anh không chịu đi làm, tôi là người đi làm. Bây giờ tôi điên lên, tôi chửi, anh kích động vô, cho tôi phải như vậy. Rồi tôi cũng nghe lời anh, xong rồi tôi thấy mọi thứ tệ hơn, tôi mới khuyên anh đừng làm như vậy nữa. Chừng nào anh nuôi tôi bằng một nghề khác, tôi không cần phải đi làm nữa, thì lúc đó là câu chuyện khác. Còn bây giờ tôi vẫn phải đi làm, vẫn phải kiếm tiền bằng công việc người nổi tiếng. Trước lời kể tội của người yêu, bạn trai nam em đòi chia tay, tuyên bố sau này sẽ không can thiệp vào cuộc sống và công việc của người đẹp. Hữu Cường cho rằng anh là người sắp xếp mọi thứ nhưng bạn gái không chịu hiểu. Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long năm 2015 bức xúc, anh muốn cái gì, muốn chia tay đúng không? Anh nghĩ không có anh là cho tôi mấy vật vãnh đó là tôi không làm được đúng không? Anh nghĩ Bùi Hữu Cường không xuất hiện, nam em sẽ chết đúng không? Anh luôn nói không có anh là tôi sẽ chết cơ mà. Người ta đã phá tôi suốt mấy năm qua rồi, anh phải hiểu cái nghề buộc mình chịu nhục như vậy. Đang cãi nhau, bạn trai nam em khiến người xem sửng sốt khi tuyên bố toàn bộ nội dung livestream chỉ là màn kịch dựng lên để lừa người xem. Phủ nhận lời bạn trai, nam em khẳng định mọi thứ là thật. Bớt bớt lại, đừng đi xa quá, miệng của anh gây họa lắm. Những gì tôi nói đều là rất thật lòng. Cuộc đời đứng trên đỉnh vinh quang không thích hay sao mà phải câu like, câu view tiêu cực. Sau khi phát sóng, màn tranh cãi lời qua tiếng lại giữa nam em và chồng sắp cưới nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều người không khỏi bất ngờ vì từ khi công khai hẹn hò, người đẹp quê Tiền Giang luôn bên vực, dành lời tốt đẹp cho người yêu. Một số bình luận tiêu biểu, thật sự cái like này cảm thấy mừng cho nam em, sáng suốt lên và dứt ngay ra khỏi ông này và làm lại cuộc đời mình đi, hay lắm nam em ơi, chửi người ta xong, giờ ra chửi nhau, đúng là trò cười. Bên cạnh đó, động thái quay xe của nam em được cho là tỉnh ngộ sau khi bị Sở Văn hóa sờ gáy. Liên quan đến các buổi livestream gây ồn ào trên mạng xã hội, từ cuối năm 2023, Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long năm 2015 trở thành hiện tượng khi liên tục livestream nói về những góc khuất trong showbiz Việt. Cô và người yêu có những phát ngôn gây tranh cãi khi công kích nhiều nghệ sĩ khác. Chưa dừng lại, nam em còn kết hợp với Quế Vân cùng nhau bốc trần giới giải trí. Ngày 20 tháng 2, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xác nhận đã vào cuộc, phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM kiểm tra nội dung liên quan đến các buổi livestream gây ồn ào trên mạng xã hội của nam em. Đến chiều ngày 22 tháng 2, đại diện Sở Truyền thông và Thông tin TP.HCM cho biết nhận được nhiều phản ánh về sự việc. Đại diện cơ quan quản lý nói đang lên kế hoạch và phối hợp chặt chẽ các cơ quan có liên quan để xử lý trường hợp này theo đúng quy định của pháp luật. Cùng ngày, vào chiều ngày 22 tháng 2, nam em lần đầu xin lỗi trên trang cá nhân. Cô cho rằng bản thân không làm tốt trách nhiệm của một công dân, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã hội những ngày qua. Tôi đã không hoàn thành tốt việc học tập, yêu bản thân, mà thay vào đó là bám chấp vào những tổn thương trong quá khứ. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm với pháp luật, cô cho biết. Thời gian qua, nam em và bạn trai bị cộng đồng mạng ném đá vì phát ngôn trên mạng xã hội. Sau khi công khai hẹn hò từ cuối năm 2023, cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Được biết, nam em đã ủy quyền cho bạn trai làm người đại diện, thay cô những lời mời đi diễn cũng như chia sẻ nhiều thông tin đời tư. Má lại cãi làm sao má? Hên xui. Mẹ hên xui thì là anh lợi dụng em à? Hên xui là tùy lúc má. Có lúc má ok, có lúc má không ok, lúc này má không ok, tôi nói ok là tôi bậy rồi. Má hiểu không? Hên xui là biết nam em khôn lắm, đúng rồi, mọi người bình luận nên tôi nghe này. Nam em khôn lắm là sao? Đọc bình luận đi em.
Không, bây giờ không muốn đọc bình luận được không? Bây giờ quan trọng là bây giờ má muốn cái gì? Má muốn là ở bên cạnh tôi lo cho tôi, nhưng mà má không chịu đi làm, tôi là người đi làm. Rồi bây giờ tôi điên lên là tôi chửi, rồi má kích động cho tôi là phải như vậy, xong rồi tôi cũng nghe lời má, xong tôi thấy mọi thứ nó tệ hơn thì tôi mới khuyên má là đừng có như vậy nữa. Nếu mà tệ thì Nó đang tệ đó. nếu mà em thấy anh đến với em tệ thì thôi, anh rút. Còn bây giờ nếu anh em của anh mà thấy em nói không ok thì cứ qua nhà cho em một cái lụi là xong. Nếu anh em của anh mà thấy em nói chuyện anh không ok, Thời cứ thẳng gian. qua nhà cho em một cái lụi, mà phải lụi vô tim nha, lụi mà phải đi luôn nha, lụi mà kiểu mà dắt da dắt dưỡng là không có ai lo, là làm khổ xã hội á, nói trước đó. Nó nói rồi đó. Sao? Ông gấu bộ tôi không được quyền gấu hả má? Có mình ông được gấu hả? Anh không nói chuyện gấu nhưng mà anh nói chuyện về cảm xúc và suy nghĩ. Cảm xúc và suy nghĩ như vậy thì phải nói ra rõ má. Má quy chụp lắm, má hay quy chụp lắm. Cũng rất là may hôm nay em lên trên mạng em nói những cái điều như vậy. Những điều như vậy sao má? Má đang không bình tĩnh, má nói những điều nó còn tệ hơn, rồi sao má không nghĩ lại là má đang bị không tỉnh táo, má tắt like đi má. Bùa hết hạn. Tao chưa Bây bao giờ giờ chơi bùa. mỗi lần mà ông